Hello, xin chào anh em. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại đọc cầu ba lá con game King Fun nha. Thì với số vốn này là 111 thì xem anh em chúng ta là cuối video là thắng thua là sao nha. Rồi mở bát thôi anh em ơi, đen đỏ đỏ ok, tay đầu về đỏ rồi. Rồi ok, mình sẽ gấp thêm 10k sang đỏ nha. Cầu ba lá thì nói chung cũng dễ dễ đọc thôi mọi người. Con viên quanh này cũng là một con rất là uy tín, anh em có thể chơi theo cái đường link ở phần bình luận nhé. Sợ, có đèn nữa. Ok, 20k đen luôn anh em. 20k luôn nhá. Chung game thì lúc nào cũng bắt gấp thép, hơi mệt mỏi xíu. Rồi, ok. Ôi quả này lên 40 à, căng thẳng đó. 40k tay đỏ luôn. Ok anh em ơi, 40 luôn nhá. Thích thì chơi thôi, thích thì nhất luôn. Không có gì phải sợ hết. Đỏ nào anh em ơi. Rồi đấy, ba đỏ luôn, quá đẹp. Quá đơn giản, quá đẹp. Rồi, 5k thôi, tiếp tục 5k cái đỏ nha. Rồi, đồng ý luôn. Gấp thép rồi. Bữa này phải gấp thép rồi nha. Rồi 10k đen luôn đi. 10k luôn em. Rồi, ngon, được. Quá ok luôn em. Quá ok luôn đấy. Không gì phải bàn luôn. Rồi, tiếp tục 5k nha. 5k cửa cuối nha anh em. 5k cửa cuối thì đây nha. Tay này đen nữa nè. Ồ, ok đẹp quá. Ba đen luôn. Rồi.
À, chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người ở các video lần sau. Bye bye anh em.